Vâng, kính chào quý vị đến với chương trình Địa ốc và Tài chánh với chị Nguyễn Kim Thoa, chủ nhân cũng như là một broker ở tại Precious Realty and Mortgage. Và với nhiều năm kinh nghiệm tại đây, chị phục vụ rất là nhiều người Việt Nam, và trong những năm tháng vừa qua thì rất là nhiều quý vị đã quen thuộc với chị Nguyễn Kim Thoa trên làn sóng. Và bây giờ trở lại làn sóng bây giờ thì một lần nữa hello chị Kim Thoa. Dạ, Kim Thoa xin thân ái kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý khán giả của đài cũng như chào Quốc Bình. Nghe Quốc Bình giới thiệu Kim Thoa không biết là với cái sự giới thiệu đó thì cái kinh nghiệm mình có lớn nhiều hay không, nhưng mà Kim Thoa cảm thấy hình như mình già nhiều lắm rồi. Không, nhưng mà nhìn quay qua quay lại là chị cũng trong lĩnh vực này mười mấy năm rồi phải không? Dạ đúng vậy thưa mình. Dạ, có nghĩa là địa bàn của Houston là từ Bắc đến Nam, từ đây đông qua tây là coi như là nằm trong bàn tay đó phải không? Nằm trong bàn tay, nhưng mà trong bàn tay đó có cái navigator đi một hồi là có chừng lại. Cái đó là thật bình, tại vì có những cái khu mà những cái vùng mới đó, đúng rồi, đôi khi á là mình về tới đó mình mất phương hướng, xong mở cái navigator ra chỉ trống trơn ở trong đó, đi chính navigator cũng không có thấy được, nhưng mà at least là mình tìm đường đi ra thì mình biết mình đang ở nằm ở cái góc nào. Đúng vậy, nhiều khi đó là những cái khu mới đó chị, là dạ, cái đường nó không chưa có update với lại navigator nữa, nên cùng với thời gian thì hình như mình cảm thấy cái đầu mình già đi. Không, nhưng mà hỏi chị cập nhật cái này một chút, là cái hồi mà New Year mọi người thấy là tưng bừng quá trời, chị đâu rồi? Cái hồi New Year's Eve đó rồi chị làm cái gì? Có mấy lúc mà mình hay nói chuyện ở trên đài đó, thì nếu mà mình có nghe hay quý khán giả có nghe, thường thường ngày New Year là thường thường New Year Eve đó, là mấy cái tuần lễ đó là thường thường ngồi ở office khóc, là tại vì quá đó, nhiều việc mình phải hoàn tất vào cuối năm, nên đó, á là mình vừa làm mà giống như vừa stress, nếu mà cái lender họ không có cùng với mình để làm á thì giống như mình rất là sợ nó phải trồi qua cái năm mới, mà cái người agent bên kia, cái người seller bên kia có đồng ý hay không, rồi đôi khi mấy cái builder người ta chỉ cần thảy qua ngày 2 tây tháng giêng mà mình close, có thể cái giá họ đổi trở lại cái giá bình thường, trong khi vào cuối năm họ sell, nên á là mà mình làm bây giờ thôi, thí dụ như thôi có thể thức tới suốt đêm làm cho khách mình cũng được, nhưng nhà băng nó có thức suốt đêm để làm với mình hay không, khi mà mình về tới bên nhà băng họ không làm là coi như mình không biết làm sao để mình làm hết, thì mình cứ ngồi đó email ra, lúc hồi thì quạo, lúc hồi thì phải năn nỉ, giống như là mình bị nhiều cái sức ép lắm, nên thường thường vào cuối năm chúng tôi không có thấy mình được thoải mái ra, mà thường thường là làm việc với nhiều áp lực lắm. Đúng rồi, nhưng mà năm nay là những cái hồ sơ đó là chị có rốt cuộc là xong hết lọt sổ hết không, hay là có ai bị rớt qua năm sau? Dạ có một người khách thì bị lọt, không kịp mà đó. không phải là không kịp, mà tại vì cái đó là cái phần về lỗi là của khách của mình, là đôi khi là giống như họ không có chuẩn bị trước nên tiền mặt họ bỏ nhiều quá, mình không làm sao trở tay kịp, cái đó là do cái lỗi ở phía mình chứ không phải là vì thôi làm không kịp hay vì nhà băng làm không kịp, mà là vì khách của mình hoàn toàn không có còn cách nào để chứng minh được, nên mình phải đành dừng lại để mình bước qua cái tháng mới để mình chọn cái băng statement mới để mình làm, thì duy nhất một người đó, nhưng mà mình cái lo của mình á là khi cái loan không được rồi thì người seller họ như thế nào khi mà họ bước vào cái năm mới, họ trước khi họ cho mình cứu vãn tình hình thì họ cũng cho mình một cú stress rất là lớn, rồi họ mới bắt đầu nhả mình ra, thì cuối cùng thì họ cũng đồng ý chờ đợi, nhưng mà cái điều đó là cái điều mà không có ai muốn, là tại vì nếu mà khách mình trồi qua một năm khác nữa thì thưa quý vị, thí dụ như trong tháng giêng mà mình close là cả nguyên năm nay là mình không có được giảm thuế cho cái nhà của mình. Đúng rồi. Và cái đó là cái điều mà thiệt thòi lớn nhất mà Kim Thoa cảm thấy buồn, là thay vì nếu mà được cuối năm thì khách của mình năm nay đã được khai giảm thuế rồi, nên chính chính cái mình làm cái lòng của mình cũng cảm thấy không có cam lòng, nhưng mà ngoài cái sự điều khiển của mình thì mình phải chấp nhận thôi. Đúng rồi. Rồi vì cái đó là tại sao cái cuối năm là thời điểm cứ gọi là rất là căng thẳng, cũng như là mọi hồ sơ cần phải đóng sổ trước cái ngày điều gì phải không như vậy? Dạ, như vậy nhà băng á, họ chịu làm việc như chị, kinh nghiệm chị là họ làm việc cho mình tới thời điểm nào? Năm giờ chiều, 8 giờ chiều, 9 giờ chiều. Cái nhà băng á gần tới cuối năm thì họ vẫn làm như bình thường thôi, nhà băng thì vẫn làm như bình thường, nhưng mà ngày 31 tây họ có thể làm tới 7-8 giờ tối để phụ mình, để giống như ký những cái giấy tờ funding để cho title họ nhận được tiền và họ execute cái ngày đó.
để cho người seller có tiền. Và đặc biệt những cái lender mà làm việc với mấy người builder thì coi như builder kết với title company còn làm, thì những cái nhà băng, những cái lender mà họ làm việc chung bắt buộc cũng phải theo cái nguyên tắc đó. Cho nên đỡ hơn, nó nhiều thời gian hơn là mình đi nhà băng bình thường. Thường thường vào cuối năm, nếu mà quý vị nào mà mua nhà của builder mà cần phải đi với builder thì cứ, nếu mà đi được với builder thì cứ đi. Tại vì nếu mà cái mistake của cái bên phía lender hay giấy tờ không có kịp từ phía cái lender của họ, nó kêu là preferred lender, là cái lender mà builder bắt quý vị phải đi, thì nếu mà cái lỗi của họ thì họ phải chịu trách nhiệm, thì họ sẽ không có làm khó mình, không có phạt tiền đâu. Cái đó là tự họ sẽ giải quyết với nhau. Nhưng mà nếu mà cái lender mà quý vị đi ở ngoài để làm cái funding cái đó, nếu mà mình kẹt lại thì rất là bị stressful, rất là kinh khủng. Có thể tại vì vào cuối năm có nhiều khi mấy cái builder nó cho mấy cái người khách của mình, nếu mà mua mà close được vào cuối năm, họ có thể bớt 20.000 cho tới 30.000. Nhưng mà nếu mà mình rớt qua cái tháng khác, là qua cái năm mới, builder phải start để trả lại những cái thuế này kia, thì coi như họ go back lại cái giá bình thường tỉnh bơ thôi. Coi như là mình mất cái gọi là cái sale đó. Cho nên nhiều khi là bị đau đớn trả tiền mắc thêm mà vì chỉ thiếu có một ngày. Nhưng mà cái đó là một cái kinh nghiệm của cái trong lĩnh vực địa ốc. Nhưng mà chị cũng vừa mới nói là cái thời điểm mà tại sao mà cứ ráng để cho vô chọn năm đóng sổ 2013 đi trước khi 2014, bởi vì là cái vấn đề gọi là giảm thuế. Mà cái thời điểm này cũng là thời điểm mà quý vị mà chẳng hạn như mà vừa mới mua xong được cái thời điểm mà đóng sổ 31 đây tháng 12 rồi đó, thì bây giờ là họ bắt đầu họ làm cái giấy tờ giảm thuế chưa, hay là đợi một năm nữa họ mới làm? Dạ, đó là cái câu hỏi rất là hay vào lúc này, thưa quý vị. Nghĩa là vào cái lúc này là cái lúc mà tất cả mọi người, cái người có nhà thì lo đóng thuế nhà, còn sau đó sau đóng thuế nhà thì bắt đầu mình khai thuế cho cái nói chung là từ bây giờ cho tới tháng 4 là chỉ nói về cái thuế thôi, thưa quý vị. Và năm nào cũng đúng vào những cái chương trình vào cuối năm cho tới đầu năm, cho tới cuối tháng 4 luôn, thì lúc nào Kim Tho lên trên đây thì cứ giống như là nếu mà có mấy mốt Kim Tho đem cái chuông mà bán cà rem hay là làm cái ren, nghĩa là lúc nào Kim Tho cũng nhắc quý vị là đây là cái lúc mà mình phải thanh toán tiền thuế, rồi nhất là cái tiền thuế nhà của mình, thưa quý vị. Tại vì Homeowner Association cũng như tất cả những cái thuế nhà là deal vào January 31st, là tháng 1 ngày 31 thay năm 2014 để deal cái thuế của năm 2013, và cái Homeowner Association của năm 2014 là để deal cho hết cái năm 2014. Nên nếu quý vị mà lỡ trễ thì cũng không có đến nỗi cái gì trầm trọng lắm, chỉ có một cái là mình phải trả tiền phạt thôi. Nên đôi khi nếu cái gì mình làm được mà mình phải đóng tiền phạt thì chuyện đó là không có nên. Nên chúng ta lúc nào cũng nhắc quý vị, đôi khi những cái quý vị mà lần đầu mua nhà thì có nhiều thứ rất là bỡ ngỡ, từ tiền thuế, rồi có nhiều quý vị có cái escrow account rồi, nghĩa là nhà băng collect tiền của mình, mà cứ tự nhiên đùng đùng cứ thấy thuế hoài thì thấy sợ lắm, nói sao hồi đó tôi nhà băng tính tôi thuế hết trơn rồi mà sao bây giờ gửi về cho tôi mấy ngàn nữa. Thì quý vị giống như đây là cái lúc mà cần phải xác nhận được là mình có cái escrow account hay không, hay là mình cần phải trả thuế và trả như thế nào. Thì nếu mà quý vị có những cái thắc mắc thì quý vị có thể gọi vào đài để hỏi Kim Tho, hay gọi về văn phòng thì Kim Tho có thể hướng dẫn quý vị, hay là những cái người làm router làm cái địa ốc cho quý vị, họ cũng có thể giải thích cho mình. Đó là cái những cái, đây là những cái giờ phút mà quý vị được biết được là cái người router mình có lo lắng cho mình hay không. Đó là những cái gì mà Kim Tho hay nói là cái service, cái người router, cái người mà quý vị chọn là cái người mà quý vị cảm thấy lúc nào họ cũng bên quý vị, đó là cái service của họ. Đôi khi có nhiều quý vị gọi vào văn phòng, thường thường hỏi là cái người realtor lúc mà giúp cô chú mua cái nhà thì họ không có giải thích cho cô chú sao? Cũng nói xong rồi kiếm hoài không ra. Nghĩa là đó là cái cách service nữa, thưa quý vị. Nên nếu mà quý vị ở trong tình trạng đó thì không tìm ra cái người realtor của mình thì cứ tự nhiên, Kim Tho thật ra không có ngại để mà giúp quý vị. Tại vì mấy cái chuyện đó là mấy cái chuyện mà mình phải bị đóng phạt thì là cái chuyện không có đáng. Thì quý vị nên cố gắng để tìm hiểu. Đôi khi có nhiều quý vị
không biết nhà mình có bao nhiêu thứ thuế, rồi sau nhà tôi có 3 thứ thuế, rồi hồi sau nó lên thứ thuế nữa, 4 thứ thuế. Tại vì ngày quý vị đi closing, nếu mà cái người mà hướng dẫn quý vị lúc mà mình closing, thuế trả vợ gồm có mấy phần, nó hiện lên trên cái bảng tính tiền, cái nó kêu là cái settlement, cái hết quan. Thì cái người realtor dạy hay là cái người mà đi closing với quý vị nên giải thích kỹ cho quý vị thì quý vị sẽ không có bỡ ngỡ. Còn nếu mà quý vị không có được giúp đỡ mà một cách tận tình thì quý vị có thể hơi bỡ ngỡ vào lúc cuối. Có nhiều quý vị gọi vào văn phòng của Kim Thoa nói là tại sao hồi đó nói là cái người địa ốc của tôi hay cái người làm loan nói là ông bán tôi tháng 6, ông chịu từ đầu cho tới tháng 6, rồi phần tôi từ tháng 6 cho tới tháng 12, xong giờ cái thuế gửi về tôi phải trả hết nguyên năm. Và cái đó là một trong những cái câu hỏi mà rất nhiều quý khán thính giả, những quý vị ở bên ngoài gọi vào văn phòng của Kim Thoa. Thật ra cái câu hỏi đó không có cái gì mà lạ. Nếu mà quý vị không được hướng dẫn kỹ thì chắc chắn cái câu đó là cái câu hiện lên trên cái đầu mình đầu tiên khi mà mình nhận được cái bill. Là tại vì khi mà thấy cái bill hết một năm là tự nhiên mình hết hồn liền. Nhưng mà rõ ràng là đúng là cái ông bán trả cho quý vị từ đầu năm cho tới ngày mà ông bán đưa cái nhà qua cho quý vị. Nhưng ông trả vào cái lúc mà mình closing, họ đã credit, nghĩa là họ đã đưa vào cái tiền closing cho quý vị. Và quý vị phải nhìn thấy được cái đó để hiểu tại sao lúc quý vị đem ra ngoài, cái người làm loan đã đoán cho mình ít hơn cái tiền mà mình đem ra. Thì tại vì cái người seller đã đưa cái tiền thuế về cho mình trước rồi nên mình mới đem ít như vậy. Quý vị phải nhìn thấy được những cái đồng tiền đó từ trong cái ngày mà quý vị closing thì quý vị chắc chắn sẽ không hỏi câu hỏi đó. Nhưng mà nếu quý vị không hiểu được cái bảng tính tiền ở ngày closing thì chắc chắn cái câu hỏi đầu tiên quý vị hỏi là cái câu hỏi như vậy vào lúc quý vị nhận được cái thuế. Nên một lần nữa Kim Thoa không ngần ngại để có thể giải thích cho quý vị những cái đó. Nên nếu quý vị có nhận được thuế mà có câu hỏi, bất cứ câu hỏi gì liên quan tới những cái biểu thuế thì quý vị cứ tự nhiên gọi vào văn phòng của Kim Thoa giống như số điện thoại đã hiện trên màn hình. Mà sau cái show này. Vâng, cảm ơn chị Kim Thoa. Cũng như là quý vị cũng thấy là chị cũng hay nhắc nhở quý vị là từ bây giờ đến thời điểm tháng 4 đó là thời điểm mà quý vị bắt đầu, mà nếu quý vị chưa làm thì đây là mình làm một lần cho căn nhà mình ở đó, là mình sẽ nộp cái tờ giảm thuế, cái homestead exemption đó, thì để cho mình được giảm thuế cho các căn nhà mà thường là căn nhà primary, căn nhà quý vị ở. Đương nhiên là cái căn nhà mà quý vị đầu tư, căn số 2, số 3 của quý vị đó thì quý vị sẽ không có làm được cái giảm thuế này. Nhưng mà đa số quý vị là có cái căn nhà mà mình ở đó thì mình làm được, và mình chỉ cần làm một lần duy nhất thôi phải không chị, chứ không phải là mỗi năm mình làm, phải không chị? Dạ, kính thưa quý vị, đó là cái phần thứ hai mà mình muốn nói tới, đó là cái vấn đề về vấn đề giảm thuế đó, thưa quý vị. Thì đúng là giống như Quốc Bình nói, mình chỉ làm một lần trong cuộc đời của cái nhà đó, và cái nhà đó phải là nhà quý vị ở. Và vì vậy khi quý vị làm cái giảm thuế đó, vì mình phải chứng minh là cái nhà mình ở, nên á, mình khi làm cái giấy giảm thuế đó, quý vị phải có cái driver license hay là cái identification, cái chứng nhận, cái ID của mình phải match với cái nhà mà mình đang xin giảm thuế. Cái đó mới chứng tỏ là mình ở cái nhà đó. Nhưng mà chưa đâu quý vị, ông ở county ông vẫn chưa tin. Ông cần quý vị phải có cái bill nước hay điện hay gas để chứng tỏ là cái nhà đó là cái nhà quý vị ở, rồi cộng thêm cái vehicle của mình mỗi năm mình phải mua cái sticker, thì cái giấy báo của sticker cũng phải đổi lại cái địa chỉ của nhà mình. Thì chắc chắn quý vị không có thể khai cái nhà investment mình, không làm sao khai cho cái giảm thuế được hết. Nên á, quý vị phải, nếu mà quý vị lần đầu tiên mua nhà thì đây là cái lúc mà, tại vì mình có tới tháng 4, nhưng mà nếu mà quý vị để cho tới tháng 4 mà làm mà quý vị còn thiếu những cái thứ đó thì quý vị có thể trở tay không kịp. Đúng rồi. Mà nếu trở tay không kịp á là quý vị mất
nguyên một năm nay quý vị không có làm giảm thuế được cho năm nay thì coi như mình đóng một cái thuế thật là trọn vẹn của năm 2014. Nên là quý vị nào một lần nữa là Kim Thoa cũng nhắc cho những quý vị lần đầu mua nhà thì quý vị nên tham khảo với cái người làm địa ốc của mình để coi họ có giúp đỡ quý vị được hay không. Còn đặc biệt là năm nay vì Đài có mở cái hội chợ và cái company của Kim Thoa sẽ có cái booth ở ngoài đó. Dạ. Thì Kim Thoa cũng nhờ mấy cô phụ Kim Thoa là in ra mấy cái giấy giảm thuế. Thì Kim Thoa sẽ để ở ngay cái booth của mình. Thì nếu mà quý vị có câu hỏi thắc mắc, quý vị chạy ngang thì quý vị có thể pick up cái form đó. Và trong cái form đó thì Kim Thoa cũng có ra những cái lời hướng dẫn, những cái gì cần phải làm. Và Kim Thoa nhờ mấy cô viết tiếng Việt rồi đó, mong rằng là tiếng Việt mấy cô bỏ dấu cho đúng. Vâng, cảm ơn chị Kim Thoa, cũng như là chúng tôi cũng đang bước sang phần 2. Và mời quý vị nếu mà có những cái thắc mắc về trong những vấn đề mà cái những giấy tờ giảm thuế này, quý vị có thể gọi vào theo số phone trên màn hình. Cũng như là để tiếp tục với lại chương trình đó thì văn phòng của Process Realty and Mortgage sẽ có một cái gian hàng ở tại hội chợ Tết ngày 25 Tây Tháng Giêng tới đây, sẽ ở đó. Và ngoài cái tham khảo quý vị những vấn đề về tài chánh và địa ốc á, thì quý vị cũng có thể là gặp tại đó. Và có thể là bên văn phòng chị cũng có thể là quý vị nào mà cần điền dùm đơn là tại chỗ đó điền luôn được không chị? Hay là phải cần nhiều giấy tờ gì không? Dạ được. Dĩ nhiên là khi mà quý vị đi, đôi khi mình đi chơi thì cũng không có chuẩn bị những cái giấy tờ đem theo. Nhưng mà mấy cái đó thì quý vị có thể về make copy sau cũng được. Ở trong cái bản hướng dẫn thì Kim Thoa có ghi lại là mình cần khi mà mình nộp cái form này đi thì mình cần phải có những cái copy, những cái giấy tờ gì đi kèm với cái đơn đó. Thì mấy cô cũng có ghi lại, Kim Thoa cũng nhờ mấy cô viết tiếng Việt nên để cho quý vị tiện để nhìn. Có nghĩa là mình có quý vị là điền cái đơn là xong tại chỗ đó, để quý vị không gặp khó khăn trở ngại về ngôn ngữ là quý vị điền xong cái đơn rồi. Chỉ có về nhà là trong cái đó dặn dò là cái ID rồi cái gì đó, 3-4 cái thứ mà cần copy là quý vị copy xong là gộp với cái đơn này là nộp đi thôi. Dạ phải. Thì nếu mà ngoài trong những cái lĩnh vực đó đó thì không biết là năm nay chị chuẩn bị ở tại hội chợ Tết thì không biết là có quà gì quý vị đồng hương ghé thăm không? Dạ. Nếu mà quý vị mà cảm thấy tới mà mình không có quà, đó là lỗi của Quốc Bình chứ không phải lỗi của Kim Thoa. Tại vì nếu thường thường đó là Quốc, nói chung là đứa nào cũng bận, nên khi mà Quốc Bình nói tới cái thông báo thì lúc đó Kim Thoa đã muộn để mà order. Khi mà chuẩn bị order rồi Kim Thoa tiến hành để mà order thì lại là muộn để ra cái deadline để kịp cho cái ngày hội chợ. Nên á, Kim Thoa nói chung là cũng vẫn còn một ít quà, nhưng mà có nhiều phát nhiều hơn, nghĩa là những quý vị nào đi sau có thể không có. Không thì cũng có một số món quà làm vui của quý vị. Thường là quý vị đi trong những hội chợ Tết á, quý vị ghé mỗi gian hàng thì có đôi lúc là gian hàng này cho quý vị những cây bút, ngay cái bút như thế này là cái bút mình mới xin đi những hội chợ đó. Hoặc có cái tên business của họ ở trong này, hoặc là những cái trái banh, hoặc là những cái cuốn sổ, hoặc là những cái vật mà mình người ta cho và những cái tặng để làm kỷ niệm, để nhớ về cái company nữa. Đó thành thử là bên cái gian hàng của chị Kim Thoa cũng sẽ có một cái gì đó gửi cùng quý vị, một cái món quà nhỏ nhỏ, nhưng mà quý vị nhớ đến sớm. Hoặc là quý vị nào cần có những cái câu hỏi hoặc là những cái vấn đề mà điền những cái tờ giấy mà giảm thuế đó, đáng lẽ là mình thường bình thường quý vị đến văn phòng, văn phòng của chị Kim Thoa thì có hai văn phòng ở Northwest và ở Southwest. Thì văn phòng ở Southwest thì nhiều quý vị cũng biết đến rồi, ở đường Học Win góc với lại Ranchester mà đi từ Tân Tân đi vô đó. Còn văn phòng ở Northwest á, dạo này văn phòng đó thì nhiều quý vị biết đến chưa chị? Dạ thưa quý vị, cảm ơn Quốc Bình. Cái văn phòng ở Northwest thì tại phần lớn á, là mọi người biết Kim Thoa từ văn phòng Southwest. Thì khi mọi người biết được ở bên Northwest á, thì quý vị mừng lắm. Nên á, là sẽ hẹn gặp mình ở bên Northwest. Nhưng mà tại vì sometime Kim Thoa rất là bận, nên cái giờ ở bên Northwest là cái giờ như thế nào, đôi khi quý vị chờ không được, chạy về Southwest trước. Thay vì đợi chị chạy lên thì thôi chú quý vị chạy xuống luôn cho lẹ. Dạ tội nghiệp. Nhưng mà dĩ nhiên là chỉ một lần hai lần thì Kim Thoa mới dám làm vậy thôi. Rồi xong Kim Thoa cũng phải trở về bên kia. Tại vì đôi khi có nhiều anh chị cái giờ nghỉ lại không match với cái giờ của mình đi được. Mà nếu tối quá thì
đôi khi có công chuyện gia đình thì mấy anh chị lại không có mask với vợ con được. Nhưng mà văn phòng này một lần nữa chị nói ở khúc nào cùng quý vị, nếu mà quý vị nghe nói thì Northwest, nhưng mà khúc nào chị cần chợ gần. Thưa quý vị, nếu quý vị nào ở bên Northwest thì quý vị sẽ biết được là cái đường 1960 và cái đường Veteran Memorial, cái đường đó là cái đường có cái chợ Hồng Kông 3 thưa. Hồng Kông 3 đó. Dạ, cái chợ Hồng Kông 3 thưa quý vị. Thì ngay cái góc đường đó, quý vị chỉ cần đi lên một chút xíu thì quý vị sẽ thấy được cái home trên 1960, quý vị sẽ thấy được cái Home Depot. Đối diện với cái Home Depot là cái văn phòng, cái building của cái văn phòng của Kim Thoa ở bên đó. Nhưng mà Veteran Memorial là đi với chiều này á, hình như là xuống chiều này là chợ Thắng Hưng đó phải không? Veteran Memorial, chợ Thắng Hưng, chợ Hồng Kông luôn, đúng rồi, cùng đúng con rồi, đường đúng đó rồi. Là quý vị đi qua luôn hai chợ đó thì mới đến gặp đường 1960 đúng không? Rồi. Dạ. Thì bây giờ quý vị gặp đường đó thì quý vị gọi phải hay gọi trái? Gọi phải. Gọi phải là dạ. Đi bao xa từ Veteran vậy? Chỉ cần hai cái đằng xanh đằng đỏ, cái đằng xanh đằng đỏ thứ đó. Hai là tới rồi. Thôi. Nhiều khi con số thì quý vị Google thì nó ra, nhưng mà nói như vậy là quý vị hình tượng nó ra là Veteran Memorial đi 1960 thì quý vị sẽ đến văn phòng 2. Nhưng mà tại đây á, thì có thể là nhiều quý vị là thường là hay cứ muốn gặp chị, nhưng mà ở trên đó thì chị có một cô hoặc một anh nào đó mà phụ trách trên văn phòng trên đó? Dạ có chứ, thương lúc dạ. Nào cũng có người ở trên đó, nhưng mà có nhiều mấy anh chị giống như quen rồi dạ. Thì giống như mấy anh chị request người nào thì dạ. Người đó phải về bên đó thôi. Ồ, dạ. Có nghĩa là vẫn có những người realtor, những người mà dạ. Đi ốc ở dạ. Trên đó nữa. Dạ, và những người loan officer cũng ở trên đó. Nhưng mà khi nào có hẹn ở đơn bên đâu thì mọi người sẽ chạy đi vòng vòng. À, dạ. Có nghĩa là quý vị đến bình thường, quý vị đến văn phòng đó, quý vị vẫn có được những anh chị mà chuyên về đi ốc và tài chánh để giúp quý vị. Nhưng mà một số quý vị mà cứ đặc biệt mà cứ request chị là chị phải chạy từ đây lên đó. Dạ. Yeah. Yeah. Bởi vậy mà Kim Thoa cuối cùng là hồi xưa Kim Thoa ở tuốt Pearland thưa quý vị, rồi chạy tới chạy luôn. Bây giờ Kim Thoa phải vô chính giữa để ở, là nghĩa là Kim Thoa phải ở về phía bên nọt của 290 rồi đi về phía sau với đi về bên kia, coi như là mình ở chính giữa 30 phút về. Bây giờ chị ở KT đi, rồi chị ở giữa, rồi chị chạy xuống Southwest cũng cỡ đó, chạy lên Northwest cũng cỡ đó. Dạ. Yeah. Còn nếu mà Kim Thoa ở Pearland thì chạy lên cũng khoảng một tiếng đồng hồ thôi quý vị nha. Yeah. Nên hình như cảm thấy mình tuổi già sức kia. Vâng, nhưng mà cũng vui. Đối với văn phòng 2 của chị, cũng mong là năm 2014 này thì cả hai văn phòng này được phát triển một cách tốt đẹp. Nhưng mà mình cũng còn đôi phút nữa, chị có điều dặn dò gì cùng quý vị trong lĩnh vực về thuế hoặc là địa ốc với chị? Dạ, kính thưa quý vị, là vì giống như hồi nãy Kim Thoa nói là về cái phần thuế mà đóng tiền thuế nhà thì quý vị cũng đã rõ, nếu cần thì liên lạc với office của Kim Thoa. Còn về cái xin giảm thuế thì hồi nãy mình cũng nói sơ sơ qua là mình cần có những cái thứ giấy tờ gì thì Kim Thoa cũng có nói rồi thưa quý vị. Nhưng mà để trở lại về cái phần đó hơn một chút là cái homestead exemption là cái gì? Là cái homestead exemption là để xin giảm thuế cho những quý vị nào mà có nhà và cái căn nhà của mình ở. Tại vì có rất nhiều quý khán thính giả gọi vô cứ nghĩ là cái giảm thuế này chỉ cho những người first time buyer. Cái này là không phải thưa quý vị, nghĩa là ai có nhà và mua nhà, bây giờ quý vị có 4-5 cái nhà cũng vậy, nếu mà quý vị mua cái nhà này và cái nhà này là cái nhà mình ở, mình chứng minh được là cái nhà này mình ở, thì quý vị được phép để mà xin giảm thuế cho cái nhà của mình. Thì khi mà xin giảm thuế nhà của mình thì làm sao những cái tiêu chuẩn mà quý vị có thể được giảm thuế, đó là cái nhà mình ở, và thứ hai là cái nhà đó mình phải ở ít nhất từ 1 năm trở lên. Nên có nhiều quý vị, nếu quý vị mua cái nhà hồi tháng 6 năm rồi, quý vị nói là năm nay mới tháng giêng tôi chưa có được 6 tháng, mới có được 6 tháng tôi chưa đủ 1 năm, nên tôi chờ đúng tới tháng 6 năm sau tôi làm tôi được ở 1 năm. Cái điều đó là không có đúng thưa quý vị. Tại vì cái đơn xin giảm thuế giống như Kim Thoa cứ hay lặp đi lặp lại là chỉ từ tháng giêng cho tới tháng 30 tháng 4 của mỗi năm thôi. Nên nếu tháng 6 là cái tháng mà quý vị mới được 1 năm thì lại không nằm trong cái lúc mà mình khai giảm thuế. Nên khi quý vị chợt nhớ và làm cái đó thì quý vị sẽ mất luôn cái năm 2014. Và tại sao quý vị có được quyền, nếu quý vị mua bất cái nhà mình bất cứ cái ngày nào của hồi năm ngoái, trước cái ngày closing cuối cùng của quý vị là 31 tháng 12, là đầu năm nay quý vị đã làm giảm thuế được rồi thưa quý vị. Tại vì thuế là họ tính
trả vào cuối năm. Mà quý vị có cái nhà của năm ngoái cho tới cuối năm 2014 thì quý vị đã có cái nhà này được 1 năm 1 ngày nếu quý vị closing ngày 31 tháng 12. Nên nếu mà quý vị mua cái nhà này năm tháng 6 năm 2013 thì tới cuối của năm 2014 tức như quý vị tới 1 năm rưỡi rồi. Nên lúc này là lúc mà mình khai giảm thuế chứ không phải là quý vị tính chừng nào đúng 1 năm thì mới giảm thuế, mặc dù cái luật là họ nói là mình phải ở 1 năm trở lên nên làm cho mọi người dễ bị confused. Có nghĩa là mình cứ làm giấy tờ đi trước. Dạ, cho đến khi mà thuế đó thì mình sẽ đến khi mà họ tính thuế là mình đủ 5 rồi. Dạ đúng. Tại vì nhiều khi nhiều người giống như là thi quốc tịch đó chị, nhiều khi mình phải đủ 5 năm mình mới được nộp đơn. Đúng. Dạ nên đó là mình rất là confused với mấy cái kiểu cách của người Mỹ. Có nhiều khi có mấy cô mấy chú nói còn ngày mai chú được 65 tuổi chú sẽ được giảm thuế thêm 65 tuổi, chú bữa nay làm được không, nó vẫn chưa, hôm nay chú vẫn còn 64. Nghĩa là đúng ngày mai, để tại vì mình khi mà mình nộp lên á mình phải make cái driver license của mình. Nên mà một lần á mà mấy cô mấy chú được 65 tuổi, mấy cô mấy chú kỹ lắm, không có bao giờ muốn gửi cái đó qua mail, mấy cô mấy chú muốn cầm cái đó đưa tận tay cho cái chỗ office đó để mình chắc chắn là họ được giảm cho mình. Nên ngày mình cầm lên ngày đó mình vẫn còn 64 tuổi. Dạ. Nên cái đó thì nó lại cần chính xác. Dạ, nhưng chính mà cái thuế mà bình thường giảm thuế đó là mình lại không cần. Mình chỉ cần nộp liền để cho đến cuối năm mình đủ năm mình được giảm. À, cho nên là nhiều khi bởi vậy nó hơi confused là chỗ đó. Rất là confused. Nên có nhiều quý vị bị mất là cái chuyện bình thường. Ngày xưa sở thuế cho mình lấy lại một năm của mình, lỡ mình quên hay mình mất đi cái mình quên cái ngày hay là mình hiểu lầm, họ lùi được cho mình mà giờ thì không làm nữa, họ credit lại cho mình được một năm. Nhưng mà sau khi họ làm vậy thì họ thấy hình như hơi lỗ nhiều. Và thay vì mình không... nếu mà quên thì mình bị mất thì họ cái tiền đó collect rất là nhiều thưa quý vị. Nên cái sự sơ hở của mình á là cái mất mát lớn lao của mình. Mặc dù có nhiều quý vị bảo thí dụ thuế khoảng 3.000 là ít nhất của những người sống ở trong Houston, Texas của đúng mình rồi. Đi thì mình cũng là 600. Những quý vị có nhiều khi 10.000, 7-8.000 cho cái nhà thuế original của mình giảm được 20% cũng nhiều lắm thưa quý vị. Nên á là cố gắng, nếu quý vị không hiểu, không có hiểu rành hay là có bị confused, cảm thấy mình hơi thắc mắc cái gì thì cứ liên hệ với cái người địa ốc hay là liên lạc với cái love office Kim Thoa. Kim Thoa sẽ cố gắng giúp cho quý vị. Vâng, cảm ơn chị Kim Thoa với một số những cái thông tin rất là bổ ích. Với một nhắc nhở của quý vị là bây giờ là từ thời điểm tháng 1 đến tháng 4 đó là quý vị nhớ làm giấy tờ giảm thuế nếu quý vị chưa làm cho căn nhà mà quý vị đang ở. Bây giờ thì tôi cũng hết giờ và một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Nếu quý vị vẫn còn những cái thắc mắc hoặc là những cái vấn đề cần tư vấn về tìm căn nhà hoặc là tìm người để mà lo cho quý vị những cái loan cho cái căn nhà quý vị đang chuẩn bị mua hoặc là sắp sửa mua đó thì quý vị liên lạc văn phòng của Process Realty và Mortgage ở trên đường Học Win, một văn phòng 2 của chị là trên đường 1960. Theo số điện thoại trên màn hình quý vị có thể gọi hoặc là hỏi thêm chi tiết. Một lần nữa thì cảm ơn chị đến với chương trình. Mời chị có lời chào cùng quý vị. Dạ, Kim Thoa xin cảm ơn quý vị rất là nhiều trong nửa tiếng đồng hồ vừa qua đã cùng lắng nghe Kim Thoa và Quốc Bình gửi đến những thông tin cho quý vị. Kim Thoa rất mong là những chương trình kế tiếp cũng được quý vị ủng hộ như vậy. Xin một lần nữa trân trọng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính chúc quý vị có một buổi tối thật là an lành và một giấc ngủ ngon. Vâng, xin kính chào quý vị và chào chị.